tất cả các bạn. Đây là hai cặp phụ CD. Đây. À, rất đẹp. Là chuẩn nha. Đấy. À, mà mình bán là đầy đủ. Này, có cả bộ bi cánh cổ luôn nè, khuyên mãi cho bộ bi cánh cổ luôn nè. Vì là bắt thôi, không cần phải gắn nha. Thì giờ mấy hôm nay đang hút hàng, một ngày bán nó mấy cặp rồi. Cái cặp này nó rất là xịn nha, hàng Đài Loan các bạn. Nhúng rất là êm luôn, các bạn gắn được xe cúp nè, quay nè, 67 nè, CD nè, chạy rất đã, các bạn thấy nhìn nè, không các bạn thấy nó nhúng không đó, là các bạn tưởng tượng đi qua ổ gà nó tưng 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 nó tưng 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 lên là cái xe các bạn nó không có cảm giác vòng luôn nha. Còn nếu cái xe bạn cứng ngắc mà các bạn chạy qua ổ gà là nó vòng, còn khi đi qua là cái này là nó đã vòng rồi, và cái xe các bạn coi như là không cảm thấy vòng luôn nha, rất là ok nha các bạn. Đây, phục CD hàng Đài Loan nha, phục trước CD hàng Đài Loan. Dạ, bên mình cũng có luôn phục sau luôn nha. Nè, thấy chữ Đài Loan không? Chân sang sóc à bót tốt gì đó. Đấy, bạn nào biết chữ Đài Loan thì đọc. Đấy, hàng là nguyên hộp có bịch hết. Hàng mình là hàng xịn, không phải là các bạn mua bên ngoài sẽ có hàng Việt Nam nha, hàng nhái nha, nó rất là kém chất lượng. Mà nó còn rẻ hơn nữa, rẻ hơn 500-600 ngàn. Rất là rẻ. Còn bên mình là bán hàng chất lượng. Đồ đẹp hết. Đúng ok. Ok, các bạn có nhu cầu mua phuộc CD hoặc là phụ tùng viên xe cúp thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên nha. Phương thức mua hàng là chỉ tiền trước, nhận hàng sau. Không ship code thôi mà. Đối với là bên mình bán không ship code nha. Ta hay nói là cái thằng bán nó lừa đảo, ít khi nghe ai nói thằng mua lừa đảo, nhưng mà bên mình không có bán ship code để tránh trường hợp là cái thằng mua lừa đảo. Thằng mua nó dụ mình gửi một đống đồ đi xong không ai nhận là mình ăn luôn đó. Cho nên các bạn thông cảm, ai muốn mua thì chỉ tiền đủ mình sẽ ship hàng nha. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình là Ken ship cấp kiển. Ừ ok. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, và đây là một cái hộp xích nha. Đây là hộp xích hay là cặt te, miền Nam gọi là cặt te, miền Bắc gọi là hộp xích, hộp sơn gì đó. Đây, gắn được cho xe cúp, đèn vuông, đèn tròn, có mốt tấm sáo, đẹp. Không có mốt méo gì nha. Chưa có vệ sinh này, chưa có rửa, vừa mới lấy về cho quay phim luôn, đã nóng. Đấy, cái nút này còn dinh luôn nè, tem còn luôn nè, nước sơn còn dinh luôn. Rồi, rất là đẹp nha các bạn. Rất đẹp nha. Hợp sức, cặp tay hợp sức. Các bạn có nhu cầu mua phụ tùng viên xe cấp thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship code nha. Hộp xếp. Xin chào tất cả các bạn. Đây, một cặp kính đặc biệt vừa mới lọt về. Đây là cặp kính The Rim Thái nha. The Rim Thái tem lửa 7 số. Còn rất đẹp luôn. Không có một vết chì xước luôn nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Đẹp trai. Đẹp trai như cái mít lá gai luôn. Đấy, đẹp nha. Không có chạy xước một miếng nào luôn. Dạ luôn. Dạ có 3.8 triệu. Dạ. Dạ. Kiếm tiền đủ tiền rồi ship bưu điện.
chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Dạ anh vui lòng chạy trực tiếp qua cửa hàng mua giùm em nhé, bên em không có ship hàng nhé. Bến xe miền Đông, Sài Gòn. Dạ dạ. Rất là đẹp nha các bạn. Đây là cặp kính Dream Thái nha. Bây giờ mình sẽ chụp hình cái này lại, xong rồi lấy băng keo bọc lại luôn. Dạ thì bọc để tính trầy trước thôi. Dạ nếu ai mua thì qua lấy, chứ không có cho mở ra coi nữa, trầy trước hết. Đây thằng hiếm. Đây, đây là cái tem logo của tên lửa đại đầu nè. Ok, cảm ơn các bạn. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không có ship code nha các bạn. Rồi bên mình bán chưa bao giờ ship code. Nhận được tiền thì ship hàng nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của Tùng Vinh nha. Phía dưới có nút đăng ký, các bạn bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi linh kiện phụ Tùng Vinh xe cấp. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn. Đây, một cặp kính đặc biệt. Rồi mới lọc về. Đây là cặp kính Dream Thái nha. Dream Thái tem lửa 7 số. Còn rất đẹp luôn. Đây. Không có một vết chày xước luôn nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Đẹp trai. Đẹp trai như cái mít lá gai luôn. Đấy. Đẹp nha. Không có chày xước một miếng nào luôn. Dạ luôn. Dạ có 3.8 triệu. Dạ. Dạ. Kiếm tiền đủ tiền rồi ship bưu điện. Dạ, chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Dạ anh vui lòng chạy trực tiếp qua cửa hàng mua giùm em nhé, bên em không có ship hàng nhé. Bến xe miền Đông, Sài Gòn. Dạ dạ. Rất là đẹp nha các bạn. Đây là cặp kính Dream Thái nha. Bây giờ mình sẽ chụp hình cái này lại, xong rồi lấy băng keo bọc lại luôn. Dạ thì bọc để tính trầy trước thôi. Dạ nếu ai mua thì qua lấy, chứ không có cho mở ra coi nữa, trầy trước hết. Đây thằng hiếm. Đây, đây là cái tem logo của tem lửa đại đầu nè. Ok, cảm ơn các bạn. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không có ship code nha các bạn. Rồi bên mình bán chưa bao giờ ship code. Nhận được tiền thì ship hàng nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của Tùng Vinh nha. Phía dưới có nút đăng ký, các bạn bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi linh kiện phụ Tùng Vinh xe cấp. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh phụ Tùng Vinh xe cấp. Chạy sau lưng của mình hiện giờ đang là em một con 86 50 đời 92 nha. Xe đẹp và đặc biệt là gì ta, mới nói gì quên rồi à, nguyên dinh hết nha, nguyên dinh xe riêng từng con ốc nha, tất cả những linh kiện trên xe là riêng hết, nhà máy rất êm, giấy tờ đầy đủ nha, biển số Sài Gòn. Rồi bây giờ, ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn lượn một vòng. Ok, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn coi nha. Đấy, các bạn nhìn thấy mướt không? Rất mướt nha. Nếu các bạn mà có một con mà để như vậy mà để ở nhà trưng bày thì quá là tuyệt vời. Không có gì phải suy nghĩ. Người khác nhìn vô phải thèm thuồng. Xe này mà để đi chợ là thôi rồi, phí cả cuộc đời. Xe này là các bạn chỉ có đi dành uống cà phê thôi nha. Và đặc biệt là chỉ chở gái, mà cái gái đẹp mới được, chứ gái xấu là không có chở. Chở gái xấu là hư xe nha, không bán nha. Rồi bây giờ xin mời các bạn sẽ coi vào tổng thể con xe với mình nha. Rồi
Hy vọng là trong lúc review là không ai gọi điện thoại. Đây, cặp bao tai zin đẹp, không bị tét nứt, cái chút xíu cho đây thôi, không vấn đề gì, zin là được đúng không các bạn? Rồi. À, được chưa? Rồi. Đi đông. Chiếc xe còn đẹp hết nguyên zin. Đồng hồ 13.000 cây. Đèn tín hiệu trên xe còn hoạt động, km hoạt động. Chúng ta chạy quá 40. Cái đèn này nó sẽ chết nha. Cặp kính màu trắng. À, đời này cặp kính màu trắng nha, chứ không phải giống như tao móc đời đầu cặp kính màu đen nha, tại vì đây là xe đời 92 chở đi. Thì tay xi nhanh nhựa nè, chó nhựa nè, cặp cốp màu trắng nè, tay xi nhanh sao trắng nè. Đó, cái đế đằng lái bằng nhựa nè, thì kính của nó bằng màu trắng nha. Đây là cái chụp xi nhan. Rất là đẹp. Cái dành của nó đẹp. Lăn con hết từ trước rồi sau. Đẹp luôn. Quá đẹp ha các bạn. Mặt nạ. Nhựa của nó là nguyên zin, chưa có đánh bóng nha. Dạ. Được chưa? Đời này thì về cái nhựa của nó là không sơn, nó đúc màu xanh luôn nha. Đặc biệt nó có cái ba ga rất là đặc biệt phải không? Nó không giống như những cái ba ga khác nha. Sơn còn đẹp, sẵn cho hết nha. Cặp đầm. Rồi, cho cô. Lá cầm à. Rồi. Còn nguyên hết, chưa có bị rỉ sét này nọ nha. Niền nè. Rồi, coi tổng thể cái niền. Dạ alo. Dạ hết rồi anh. Dạ hết rồi, mấy dòng nó phải đặt chứ không có sẵn đâu nha. Dạ có, 160, 170. Dạ. Nè, im bẩn nè. Đó. Đẹp len can, bẩn không có chạy trước vậy luôn, ốc viên luôn. Bờ khổ nè. Quá nè, zin luôn, tất cả đều zin hết, zin từ đầu xuống đít, từ đít xuống đầu nha. Trên thông số. Rồi bên đây lắp máy, nè, thông số nè, dò đạp nè. Đấy, còn đẹp hết. Máy này bị zin linh, cặp cốp nè, máy trắng tinh, tem còn nguyên, nước sơn bụng. Đó. Chưa đẹp sẵn cho sáng không tì với cặp tay xi nhan đây. Trời sắp mưa rồi, đang review xe mà mưa là căng lắm đó nha. Ốc ác đồ nguyên viên hết, trong nguyên có cao su rất mới, cặp đùm sao. Cặp đầm sao đẹp, cầm đẹp, cầm bắp chuối nha. Đây nó có cái khất nè, có khất là cầm bắp chuối nè. Đây các bạn nhìn cây cầm, có chỗ đây nó bự, chỗ đây nó nhỏ nha. Thôi niền đẹp nha. Đó. Các bạn ở trên niền nó có cái đát năm nè các bạn, tháng 10 năm 92 nha. Xe này xe đời năm 92. Đuôi nè đẹp hết, không có bị mục gì nha. Đế này, chụp này, chưa zin nha. Ba ga đặc biệt, ba ga chủ nó sáng gì, nhìn chảy miếng luôn.
yên, viên, mềm, viên, da, viên, viên hết nha, rất là mềm. Nếu mà chanh lô là hai cái này may lại nha. Để nhựa, có cao su, nắp xăng, khóa, nước xăng trên bình xăng là đẹp nè, hết nè. Đó, nghe cốc cốc. Chưa, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ xây cái xe qua đây. Canh thủ cho để trời mưa, trời sắp mưa rồi. Im lặng coi, để chú qua chút xíu, tụi con im lặng chút xíu nha. Đấy, nhìn bên đây. Bên đây. Đầm nè, đó. Đẹp chưa? Quay kỹ để những anh em ở xa không coi được xe thì coi qua video của mình. À, coi tổng thể. Đây, cái mặt của thằng bán đây, đây. Đúng không? Đúng chủ đúng không? Thấy cái mặt mình là biết rồi ha. Cái mặt của mình là thương hiệu rồi. À, bán xe là uy tín, có cái gì nói cái đó nha. Nhưng mà dối trá, xảo lục lừa. Nhiều người nói xe đẹp lắm mà đến khi gửi hình cái xe, nhìn cái xe cái muốn ói luôn. Có cổ còn luôn nè. À, một kìa bốn món nha. Yeah, đẹp hết nha các bạn. Không có suy nghĩ. Cái nào đẹp là mình nói đẹp, mình quay là mình nói đẹp. Đó. Coi cục tình bên đây. Cắt cục, cắt cục, cắt cục. Ok, cắt cục, cắt cục, cắt cục. Đấy. Cái này coi cục máy nè. Máy là nguyên viên, chưa trẻ, chưa mở nha. Máy mà mở đầu thì dục thôi chứ còn. Chỉ mở đầu thì chỉ có chạy thôi chứ không phải đi sưu tầm. Xe sưu tầm là phải đẹp nha. Turbo, turbo xanh xăm vô xe có gỉ nha. Bô có gỉ Honda. Đó, ta xin nhanh sao. Đi số luôn, đi số chính nút luôn. Này đuôi không biết chạy à. Không có dặm tút chỗ nào nha, nguyên viên hết nha các bạn. Nguyên viên hết. Cái khóa nón này còn luôn nha. Nón nè. Ôi chiều khóa nón dục đâu rồi. Ôi chà. Này bị hư ổ chiều khóa nón rồi. Hư chưa có nói nha. À, được. À, bây giờ mình sẽ thử nổ máy nha. Dạ luôn. Dạ. Không có cái nhà cúp tâm 125 không có anh. Có lừa A thôi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ test xe cho các bạn coi nha. Alo. Dạ. Cái đó anh phải đem ra tiệm người ta lấy đồng hồ người ta đo chứ, anh đấu lộn rồi, em đâu có biết anh đấu kiểu gì đâu mà hướng dẫn. Hướng dẫn đó chỉ dành cho thợ thôi chứ không phải hướng dẫn cho người thường đâu anh. Dạ, người thường phải đem ra. Cái đó kiến thức điện anh phải đem ra tiệm nó sửa anh ơi, không có chỉ cho anh được đâu, nói anh cũng không biết được. Dây điện phải lấy đồng hồ đo chứ không có nói miệng được đâu. Quá đẹp nha các bạn.